Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và các bạn. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không make in Việt Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không make in Việt Nam thì Việt Nam không thể hùng cường và thịnh vượng. Một năm trước đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ nhất, bài hát Tự hào Việt Nam đã vang lên với 100 diễn viên, gái trai, lớn nhỏ, các vùng miền và các dân tộc. Sự ra đời của chương trình Make in Việt Nam, của tinh thần Make in Việt Nam là thể hiện khát vọng và tự hào Việt Nam của toàn dân Việt Nam. Chỉ thị đầu tiên năm 2020, chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ là chỉ thị về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Sau một năm, đã có trên 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, tăng 28%, và bây giờ chúng ta đã có cộng đồng trên 58.000 doanh nghiệp, một con số kỷ lục. Ngày ấy, chúng ta chỉ dám nghĩ đến con số cao nhất là 6.000 doanh nghiệp một năm. Vậy mà, ngay năm đầu tiên đã có 13.000 doanh nghiệp mới ra đời. Những nhà quản lý như chúng ta đã không đánh giá hết sức mạnh của dân Việt Nam, nhất là khi có một ngọn cờ đúng được dương cao. Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2030 có thể đạt được vào năm 2025. Make in Việt Nam là một khẩu hiệu hành động, là thúc giục tinh thần thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam. Là thay vì làm gia công lắp ráp thì hãy làm sản phẩm, giải bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu. Nó ngắn gọn, nó thúc giục, nó tự hào Việt Nam và vì thế nó đi xa, đến được với mọi người và mọi miền. Việt Nam chỉ thành công khi là toàn dân. Chúng ta đã nghe nhiều, kể nhiều, có thể là hơi quá nhiều các câu chuyện nước ngoài cho người Việt Nam nghe. Có lẽ đã đến lúc kể câu chuyện Việt Nam. Make in Việt Nam là kể câu chuyện Việt Nam. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hãy make in Việt Nam và kể câu chuyện Việt Nam của mình. Bởi vì người Việt kể câu chuyện Việt cho người Việt nghe sẽ gây cảm hứng, tự hào Việt Nam và khích lệ người Việt có thể làm được. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện Việt, hãy kể nó và để có nhiều hơn nữa các câu chuyện Việt. Một bất ngờ khác là khả năng nhanh chóng phát triển các sản phẩm công nghệ số, phòng chống COVID và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới. Từ nCoV, Bluezone, COMIT tới các nền tảng học trực tuyến, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, các nền tảng kế toán từ xa, quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Có lẽ Việt Nam là top đầu thế giới về sáng tạo các nền tảng số thời COVID. Nếu không làm chủ công nghệ, nếu không make in Việt Nam, thì chúng ta đã không làm được như vậy. Phản ứng nhanh là yếu tố sống còn trong thời đại rất khó dự đoán này. Make in Việt Nam trong năm qua, năm 2020, cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng của chúng ta làm chủ tới 90% hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Sứ mệnh cường quốc về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng cũng là một trọng tâm của Make in Việt Nam. Một bất ngờ khác nữa của năm 2020 là Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ 5G. Sản xuất được thiết bị hạ tầng 5G, sản xuất được điện thoại 5G. Rất ít người, kể cả trong nước và nước ngoài, tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được việc này. Nhưng công nghệ không phải điều gì cao siêu, nó là kết quả của lao động sáng tạo. Kích hoạt sự lao động sáng tạo ấy là một khát vọng lớn đến không tưởng, và một sự quyết tâm bền bỉ sẽ dẫn chúng ta đến những cách tiếp cận đột phá để biến việc khó thành việc dễ. Một sứ mệnh lớn lao sẽ giúp chúng ta tiếp cận được năng lượng của trời đất để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Sứ mệnh Make in Việt Nam tạo ra năng lượng vô hạn cho chúng ta. Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số
quốc gia vào tháng 6 năm 2020. Sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, của Make in Việt Nam là chuyển đổi số Việt Nam, là xây dựng một Việt Nam số, là chuyển đổi Việt Nam từ thế giới thực vào thế giới ảo. Đây là chặng đường dài nhiều chục năm, vì thế Make in Việt Nam cần một tầm nhìn dài hạn và những chiến lược giai đoạn. Muốn Make in Việt Nam thì phải làm chủ công nghệ. Lời giải cho làm chủ công nghệ của Việt Nam là công nghệ mở. Diễn đàn Việt Nam Open Summit tháng 11 năm 2020 đã tuyên bố chiến lược công nghệ mở. Với một nước đi sau như Việt Nam chúng ta, mà muốn đi trước thì phải đứng trên vai những người khác. Việc lựa chọn phát triển công nghệ mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, lựa chọn mở dữ liệu để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của chúng ta. Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại, nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại. Việt Nam Open Summit lần thứ nhất là cam kết của Việt Nam về phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở. Không chỉ là cam kết, mà đây còn là chiến lược của chúng ta. Mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để Make in Việt Nam. Công nghệ mở là con đường để mọi công ty, dù kinh doanh ở lĩnh vực nào, cũng có thể trở thành công ty công nghệ. Mọi công ty cần phải trở thành công ty công nghệ. Một chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một bộ chỉ số đo lường chiến lược này sẽ dẫn đường chúng ta đi. Cuộc thi Việt Solution, giải thưởng quốc gia về sản phẩm công nghệ số Việt Nam sẽ khích lệ chúng ta đi. Từ nay, chúng ta có tên Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Có ngày 12 tháng 12 là ngày Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Như vậy là đã được sinh ra, đã được đặt tên, được giao sứ mệnh, bây giờ là lớn lên và phụng sự Tổ quốc. Hãy lớn nhanh như phù đồng. Năm 2021 hứa hẹn là một năm phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một năm với nhiều và rất nhiều sản phẩm Make in Việt Nam. Make in Việt Nam để giải quyết vấn đề Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển. Make in Việt Nam để đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Make in Việt Nam để làm chủ công nghệ. Make in Việt Nam để bảo vệ Việt Nam. Make in Việt Nam để Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Mỗi chúng ta, mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu khát vọng lớn bằng một việc nhỏ và hãy làm việc nhỏ ấy với một khát vọng lớn, với một tình yêu lớn. Và khi đó, những việc nhỏ sẽ không nhỏ nữa vì chúng đồng hướng do chung một khát vọng lớn và vì thế chúng được cộng lực với nhau để có một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 2.